Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tắt nền, không sử dụng Photoshop, sử dụng một cái công cụ trang web đã có sẵn. Ví dụ ở đây là mình có một cái bức hình như thế này, mình chỉ lấy nội dung chính là hình con chó này thôi. Mình bỏ một cái nền, bỏ cái nền này chẳng hạn, tức là tắt đi chẳng hạn, thì trong Photoshop mình có thể làm được. Tuy nhiên ở đây đối với những bạn nào không rành thì các bạn có thể sử dụng một cái trang web có sẵn. Thì đầu tiên các bạn vào Google nhé, các bạn vào Google, trang tìm kiếm Google, các bạn gõ photo social, các bạn vào trang web này. Thì trang web này cung cấp cho các bạn là remove background, tức là tách nền khỏi cái hình của mình. Thì đối với trang web này là nó có giới hạn về dung lượng nhé. Thì maximum image size là dung lượng của ảnh á, là tối đa không được quá 10 MB, maximum image là 4.2 megapixel. Thì các bạn nhấn chọn upload file, bạn tìm kiếm đến cái hình của mình, cái hình này chẳng hạn. À, đây là cái hình gốc nè, còn đây là sản phẩm của mình nè, mình phải tắt nền nè. Giờ mình không muốn hình này nữa, muốn hình khác, hình con chó hồi nãy. Đây cái hình này chẳng hạn, đây là cái hình gốc. Rồi sau khi tách nền, rồi các bạn chỉ tải lên thôi mà không cần làm những việc gì cả. Đã có thể thu to hay thu nhỏ cái hình của mình. Và cuối cùng các bạn nhấn vào nút download để tải cái ảnh này về. Rồi chọn phần download. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong việc tách nền một cái bức ảnh nào đó, rất đơn giản phải không các bạn. Ngoài ra chúng ta còn có nhiều trang web nữa, tuy nhiên ở đây mình chỉ giới thiệu cái trang web này thôi đó. Rồi, cuối cùng mình xin chúc tất cả các bạn làm được. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận video mới nha. Chào tạm biệt các bạn.